Trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuồng Tám, và tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị. Và bây giờ 4 giờ chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019. Và chúng tôi đang thi công lắp đặt cho nhà bác Trần Đăng Khoa ở khu 7, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bằng một bộ cuốn thư câu đối gồm sập thờ và bàn cơm, chất liệu bằng gỗ mít ta. Còn chiếc sập là dưới là bằng gỗ vụ. Và chiếc sập này có kích thước là dài 2m17, cao 1m17 và rộng 1m07. Và cuốn thư câu đối cũng kích thước là dài 1m97, rộng 87, và câu đối là rộng 27, và dài là đều 1m97 đấy. Và được sơn son thép bạc. Và chất liệu của chúng tôi là phun là bóng M50. Và ai có nhu cầu sở hữu một bộ sản phẩm như nhà bác Trần Đăng Khoa này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tuồng Tám của tôi, là có số điện thoại là 0987 510 806, bằng những địa chỉ là xã Văn Phúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nha. Và xin cần cá chưa? Không thu tất ở đây như này nó mới được tất. Hết cỡ rồi, hết cỡ. Và trên màn hình quý vị đây là vòng bác chủ nhà bác Trần Đăng Khoa đây. Bác đang vệ sinh lại những cái bụi chúng tôi khoan này. Đồng này, ngoài ra bác còn làm bộ đồ đồng để định đồng thờ. Bây giờ chúng tôi lau dọn xong chiếc bàn thờ này sẽ cho bộ định đồng lên. Cuốn thư thứ ấy là chuyên nghiệp, người thợ làm chuyên nghiệp.